Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha buổi chia sẻ lời Chúa. Xin Cha thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa. Chúng con chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Chúa Lực trả lời cháu Lê Tuyên. Cháu Bảo Trung viết Jeremiah 14, 10, 14. Người ta đều trở nên u mê, khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình, vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối. Chẳng có hơi thở ở trong, chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa. Đến ngày thẩm phạt sẽ bị diệt mất. Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy, vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Cháu Bảo Trung chưng dẫn với ý là chê người Công giáo thờ hình tượng ma quỷ, thì chú Lực bình luận: người ta thờ là thờ phượng Thiên Chúa, người ta nhìn vào tượng mà người ta tương giao với Thiên Chúa. Nhưng những người tin lành thì không có kinh nghiệm kính yêu Thiên Chúa, nên họ tưởng người Công giáo thờ tượng tà thần bằng đất sét mà không biết Thiên Chúa là ai. Đó là một nhận thức rất trẻ con của người tin lành. Xin nói thêm là những lời kinh thánh đó là để dành cho những người thời cựu ước. Họ sống giữa một cái bầu khí đa thần chung quanh họ, và Chúa phải dạy rõ cho họ biết. Còn chúng ta đã biết Thiên Chúa là như thế nào rồi, và ma quỷ là một thần là như thế nào rồi. Cho nên bài học đó là dành cho những người thời đó. Còn như chúng ta đây đã qua mấy nghìn năm rồi và đã hiểu Thiên Chúa, biết Thiên Chúa và biết thế nào là tượng tà thần. Đó. Cho nên bài học của Kinh Thánh là để cho dành cho những người thời đó. Chứ anh em chúng ta lại hiểu là chúng ta không biết tà thần là ai và cũng không biết Thiên Chúa là ai, thì điều đó là không đúng. Cái đó là cái suy nghĩ của trẻ con đó. Con xin đọc tiếp. Cháu Lê Tuyên viết: Phạm Văn Lực. Vậy ở những nơi không có tượng thì người Công giáo không thể tương giao với Chúa được, đúng không bạn? Chú Lực trả lời cháu Lê Tuyên: Thưa bạn, không phải thế. Câu bạn hỏi là câu hỏi của những người không hề có lòng kính yêu Thiên Chúa, không có kinh nghiệm gì về lòng kính yêu Thiên Chúa, và là câu hỏi của những người kiêu căng ngạo mạn, khinh chê người khác. Cho nên họ không hiểu tâm tình sâu kín của người Công giáo chúng tôi. Thật vậy, những người kiêu căng thì hay xét đoán xấu cho anh em mình. Thưa bạn, vì chúng tôi đã có kinh nghiệm tình yêu, chúng tôi bày tỏ lòng kính yêu Thiên Chúa trước những pho tượng bằng đất sét hoặc là những hình ảnh Thiên Chúa và mẹ Thiên Chúa bằng giấy, là vì từ khi còn bé thơ chúng tôi đã được rửa tội và đã được dạy dỗ về Thiên Chúa, nên chúng tôi đã có ấn tượng mạnh mẽ về Thiên Chúa và về mẹ Thiên Chúa, chứ không phải hình tượng những bụt thần ma quỷ hay là ông địa thần tài. Chúng tôi cũng được dạy dỗ từ hồi nhỏ là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, và Chúa ở trong trái tim chúng tôi.
Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên nhìn bạn, chúng tôi cũng nhớ đến Thiên Chúa. Vì bạn cũng là hình ảnh của Thiên Chúa và là con cái của Thiên Chúa và là anh em của chúng tôi. Không có ảnh tượng, chúng tôi cũng nhớ đến Thiên Chúa vì lòng kính yêu Thiên Chúa đã sâu đậm trong trái tim chúng tôi. Yêu ai thì nhớ đến người ấy. Và Đức Chúa Giêsu đã phán dạy, vì của ở đâu thì lòng người ở đó. Lạy Cha, chúng con là Thiên Chúa đấng ngự ở trên trời và đang ở cùng chúng con. Chúng con nguyện danh Cha được cải sáng, nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Đâu có phải chúng tôi không biết đó là tượng ảnh, là vật vô tri vô giác. Nhưng đối với chúng tôi đó là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa. Cũng như khi nhớ người yêu bạn lấy hình ra để hôn, hình ảnh đó đâu phải là người thật, nhưng bạn vẫn hôn biểu tượng của bạn tình yêu vậy. Vậy bạn có phải là người thờ hình tượng không? Vậy thì theo bạn, Thiên Chúa, tình yêu Thiên Chúa có cao vời khôn ví hơn tình yêu nhân thế không? Thánh Francisco Sales, quan thầy của ký giả, đã nói rằng con người là tinh hoa của vũ trụ, tinh thần là sự hoàn hảo của con người, tình yêu là tinh hoa của tinh thần, tình yêu Thiên Chúa là tinh hoa của tình yêu. Bạn đồng ý chứ? Người Công giáo chúng tôi là những người yếu đuối, tội lỗi xấu xa ghê tởm, vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là đấng tạo hóa, là chủ thể muôn loài và là Cha yêu thương chúng tôi vô bờ. Thiên Chúa yêu thương chúng tôi nhiều bao nhiêu thì tội lỗi chúng tôi xúc phạm đến Chúa lại nặng nề bấy nhiêu, mà tình Thiên Chúa yêu chúng tôi thì vô bờ, cho nên tội lỗi chúng tôi xúc phạm đến Chúa nặng nề vô cùng. Chứ chúng tôi không đạo đức thánh thiện như người tin lành. Họ say sưa đọc Kinh Thánh, nhìn thấy họ thánh thiện quá, hình như chẳng người tin lành nào có tội. Còn người Công giáo thì lúc nào người Công giáo họ cũng thú nhận kiếp tội nhân trước mặt Thiên Chúa ngàn trùng uy linh cao cả. Chúng tôi vẫn đóng đinh Thiên Chúa hàng ngày bằng nhiều tội lỗi, cho nên trước khi dâng thánh lễ thì từ giáo dân cho tới giáo hoàng đều cử hành nghi thức thống hối và đọc kinh thú nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Chúng tôi dốt về Kinh Thánh, nhưng đọc Kinh Thánh và đã thấy ông Thánh Phêrô làm gương cho chúng tôi. Thấy vậy Simon Phêrô phục mình dưới chân Đức Giêsu mà rằng: Xin hãy xa tôi, lạy Ngài, vì tôi là kẻ có tội lỗi. Và đọc Kinh Thánh cũng thấy các thánh cầu nguyện làm gương cho chúng tôi. Các tông đồ thưa với Chúa: Xin thêm lòng tin cho chúng tôi. Chúa phán: Nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các ngươi có bảo cây dâu này, mày bứng rễ mày mà đi xuống mọc dưới biển, nó cũng sẽ vâng lời các ngươi. Và vì đức tin của chúng tôi không bằng hạt cải, cho nên chúng tôi luôn xin Chúa ban cho thêm lòng tin. Chứ chúng tôi không được đức tin mạnh mẽ như người tin lành, anh em tin lành, là những người đã chống lại Thiên Chúa, không vâng phục quyền bính Phêrô mà Thiên Chúa đã 4 lần đặt định. Và họ cũng không vâng lời Thiên Chúa khi Thiên Chúa đã phán dạy rằng Luca chương 10 câu 16: Anh nghe các ngươi là nghe ta, và ai thầy bỏ các ngươi là thầy bỏ ta, mà ai thầy bỏ ta là thầy bỏ đấng đã sai ta.
Nhưng người tin lành vẫn cương quyết bỏ Thiên Chúa để ly khai đi lấy vợ. Vâng, chúng tôi yếu đức tin lắm, nên mỗi khi cầu nguyện kinh Mân Côi, chúng tôi nhiều lần hôn tượng Chúa chịu nạn nhỏ xíu ở Chúa Mân Côi, kinh Mân Côi, để bày tỏ lòng kính yêu Thiên Chúa và kêu xin Chúa ban cho con thêm đức tin. Còn bạn, khi nhớ người yêu, bạn có hôn ảnh người yêu hay là ảnh con cái của bạn không? Nếu có thì bạn có một trái tim để yêu thương, và bạn biết yêu thương vì Chúa đã ban cho chúng ta trái tim để yêu thương. Và chúng ta biết kính yêu Đức Chúa Thiên Chúa là tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Bởi vì đức tin của chúng tôi không bằng hạt cải, không thể bảo cây dâu này nó xuống biển mà nó mọc. Xin người anh em tin lành đừng cười chúng tôi nhé. Và chúng tôi hôn tượng Đức Chúa Giêsu chịu nạn với ý hướng tâm tình tôn vinh và rao giảng Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh, để xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng tôi như sứ đồ Phaolô đã dạy. 1 Cô-rinh-tô chương 1 câu 21 đến 25. Vì chừng một khi thế gian đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời giả giao giảng để cứu những kẻ tin. Vì chừng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại giao giảng một vì Kitô đã bị đóng đinh thập giá. Thì chúng tôi lại giao giảng một vì Kitô đã bị đóng đinh thập giá, cớ bất phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Do Thái hay Hy Lạp thì lại là chính Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Chúng tôi giao giảng Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và khi đọc kinh Mân Côi chúng tôi hôn chân Chúa, thì xin người anh em tin lành cũng đừng bảo chúng tôi là thờ hình tượng ma quỷ nhé, tội nghiệp lắm. Hy vọng cháu đã hiểu được tâm tình của chúng tôi. Xin cảm ơn và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hết.